Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình cái khối lệnh này trong bài bật đèn theo độ nghiêng của Xbox. Thì như các bạn biết thì khi mà chúng ta thay đổi một cái trên Xbox có tích hợp sẵn cái cảm biến gia tốc, thì khi các bạn nghiêng sử dụng cái khối lệnh mà liên quan tới lại cảm biến gia tốc đó, thì chúng ta có thể nghiêng hoặc là úp hoặc là xoay Xbox để nó sẽ thực hiện những cái hành động nào đó mà bạn muốn. Thì ở bài viết này mình sẽ dùng cái cảm biến gia tốc đọc cái trục Y, và khi mà các bạn nghiêng nghiêng Xbox theo cái trục xung quanh trục Y á, thì nó sẽ đổi màu hai cái led trên Xbox, led bên trái và led bên phải. Thì mình sẽ lập trình cái khối lệnh này như sau. Thì đầu tiên các bạn vào cái giao diện lập trình của Xbox, và chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái biến. Là chúng ta sẽ nhấp vào nút tạo biến và chúng ta điền tên. Ở đây mình đặt tên cái biến đó là trục Y, biến này có tên là trục Y. Thì đó, các bạn thấy là trên cái cửa sổ này nó đã hiện ra những cái thông tin về biến trục Y. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho cái biến trục Y này bằng 0. Để lấy số 0 ra thì các bạn vào phần tính toán và bạn kéo cái lốc số 0 ra. Đây, đây là một cái con số. Thì ở trong vòng mình sẽ cần một cái vòng lập chính. Thì trong cái vòng lập chính này thì nó mình sẽ cho là cái trục Y đó, cho trục Y có giá trị là bằng cái nó sẽ trục Y này nó sẽ đọc cái cảm biến gia tốc theo trục Y. Thì các bạn vào cái danh mục đầu vào, các bạn kéo xuống và các bạn thấy là ở đây là cái khối lệnh của cảm biến gia tốc. Thì các bạn sẽ sử dụng cái khối lệnh là đọc cảm biến gia tốc theo trục. Thì các bạn có thể đọc, bạn bấm vào đây bạn chọn có thể là x, y hoặc là z. Ở đây mình sẽ chọn trục y đó. Rồi mình đã có cái biến trục y này bằng với lại cái kết quả trả về từ cảm biến gia tốc đọc cái kết quả từ trục y. Thì khi mà có cái kết quả này thì mình sẽ làm gì với cái biến trục y này? Thì mình sẽ sử dụng cái hàm logic. Thì mình sẽ chọn cái hàm là nếu thực hiện và nếu không, thì mình sẽ làm cái hàm so sánh cái biến trục y này với không. Thì như các bạn biết đó là trục y trả về cái khi mà bạn sử dụng khối lệnh này nó sẽ trả về cho bạn cái giá trị là trừ trừ 16 tới 16. Thì nếu là trừ 16 thì nó sẽ nghiêng qua bên trái, còn 16 thì nó sẽ nghiêng qua bên phải, tùy theo cái hướng nhìn của bạn. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh cái kết quả đọc được, thì mình sẽ dùng cái hàm logic. Và mình sẽ chọn vào cái khối lệnh này. Mình sẽ thay đổi khối lệnh này thành dấu bé hơn. Thì mình sẽ lấy cái biến trục y, mình kéo vào. Thì mình sẽ so sánh cái biến trục y này với lại cái biến số là không. Thì các bạn vào phần tính toán, các bạn kéo số 0 ra. Thì cái biến này đọc theo nghĩa là nếu như cái giá trị đọc từ trục y bé hơn không thì nó sẽ thực hiện là gì. Thì ở hai cái mục là thực hiện và nếu không á, thì nó là hai cái nhiệm vụ mình muốn, là nếu như mà nó nghiêng qua, nếu như là cái giá trị trả về là nó nằm từ trừ 16 đến 0 á, thì nó sẽ bật cái đèn màu, cái đèn led bên trái thành màu đỏ. Thì mình sẽ vào cái danh mục hiệu ứng. Thì trong mục hiệu ứng thì các bạn thấy là đây là cái khối lệnh điều khiển đèn ở trên cái đèn đa sắc ở trên Xbox. Thì các bạn có thể chọn cái khối lệnh này để bạn bỏ, và các bạn thay đổi cái đèn bên trái thành màu đỏ, và cái đèn bên phải mình sẽ chọn màu đen là mình không có muốn hiển thị cái đèn bên phải đó. Rồi còn nếu như mà nó nhỏ hơn không thì nó thực hiện cái này, còn nếu như mà nó không, nếu không ở đây tức là nếu như mà trục y nó giá trị này nó lớn hơn không thì nó sẽ làm gì. Thì mình sẽ tạo bản sao cái này, mình cho con hiện cái này nhưng mà ngược lại là cái đèn bên phải nó sẽ là màu đỏ còn cái đèn bên trái nó sẽ là màu đen. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái khối lệnh này để nghiêng Xbox theo trục Y, để bật đèn bên trái hoặc là bật đèn bên phải. Thì chúng ta đã thực hiện thành công. Bây giờ bạn chỉ cần load chương trình này xuống Xbox và thử nghiệm. Chúc các bạn thành công.